Vào hồi 21 giờ 10 phút ngày 1 tháng 6 tại sảnh trước tòa nhà CT2 TP, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, một cửa kính đã rơi từ tầng 11 xuống ngay tại địa điểm vừa tổ chức xong ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Một cửa kính dạng cửa lùa đã rơi từ phòng 1114 tòa nhà CT2, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cửa kính rơi xuống ngay tại nơi vừa tổ chức Tết thiếu nhi cho khoảng hơn 100 em nhỏ của tòa nhà, khiến nhiều người hoảng loạn. Rất may, sự việc không có thương vong. Được biết, tòa CT2, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thuộc dự án nhà ở xã hội do HUD làm chủ đầu tư và được đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2015. Cư dân địa phương cho biết đây không phải là lần đầu tiên rơi cửa kính ở khu đô thị này trước đây khoảng một tháng. Một cửa kính tương tự cũng đã từng bị rơi xuống sân tòa nhà CT4A1 và cũng không có ai bị thương, cũng theo người dân địa phương, mặc dù cư dân đã về ở ổn định tại khu đô thị này gần 6 tháng, nhưng vẫn phải trả tiền điện và tiền nước sinh hoạt theo giá kinh doanh.